Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn trên toàn quốc được biết về cái mẫu sản phẩm đó là Hoành Phi Lồng Cuốn Thư. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu khu vực sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi bán buôn bán lẻ trên toàn quốc cái mẫu sản phẩm Hoành Phi lồng cuốn thư như này. Hoành Phi thì có rất nhiều kích thước, dài 1m97, dài 2m17 và 2m37 là hàng phổ thông. Chúng tôi làm khuôn tranh là dày 7 phân, to là 10 phân và ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân. Chạm 3 chữ Đức Lưu Quang bên trong chiếc cuốn thư. Mẫu này chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều và cũng đang được khách hàng trên toàn quốc ưa chuộng nhất hiện nay. Và do đơn vị Đồ Gỗ Hiền Lành thi công thì mặt hàng này đang được bán rất là chạy trên cái thị trường đồ gỗ online. Chúng tôi đang sản xuất một tháng trung bình từ 100 tới 200 bộ như này, vẫn cứ hết. Thì quý khách nên đặt hàng sớm thì chúng tôi sẽ để lại hàng cho quý khách. Chúng tôi làm bán buôn bán lẻ trên toàn quốc. Và chúng tôi cũng vừa mới nhận được một đơn đặt hàng online từ khách hàng Quảng Ninh và khách hàng yêu cầu bỏ phụ đề tiếng Việt, chỉ làm nguyên chữ Hán Nôm, chữ Nho. Thường thì Đức Lưu Quang là chúng ta đọc từ phải sang vì là chữ Hán Nôm. Nếu như làm chữ thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang. Và xung quanh phần ván này chúng tôi làm chạy chữ Công. Và quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái video mới nhất về đồ gỗ, đồ thờ cúng mà chúng tôi đưa lên. Trong đầu tháng 9 tới này chúng tôi sẽ bàn giao các cái đơn đặt hàng từ Hải Phòng, Quảng Ninh rất là nhiều. Chúng tôi đang làm rất nhiều nhà thờ. Trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả là 5 bức cuốn thư. Và xung quanh cái phần khung là chúng tôi chạm tứ quý bốn mùa, Tùng Cúc Trúc Mai hay còn gọi là Xuân Hạ Thu Đông. Thì quý khách hãy liên hệ về với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và các cái sản phẩm này khi hoàn thiện thì nó có hai cái màu chủ đạo, đó là sơn son thép vàng và là sơn PU cánh dán thép vàng. Và quý khách nào có nhu cầu về dát vàng 4 số 9 thì quý khách hãy liên hệ đặt hàng trước thì quý khách nó sẽ đảm bảo hơn. Quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi. Chúng tôi có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng trên toàn quốc. Quý khách hãy gọi về Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể miễn phí cho quý vị. Và chúng tôi sẽ báo giá cụ thể từng sản phẩm một. Và mẫu này đang được đánh giá là thịnh hành nhất hiện nay trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các video mới nhất mà cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đưa lên. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.